Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sài Gòn ơi. Trong video lần này, em sẽ dẫn mọi người đi khám phá khu trung tâm quận nhất Sài Gòn về đêm thì nó sẽ như thế nào. Thì mọi người cũng thấy không, trong video là hiện tại chúng ta đang ở ngay phía trên của đại lộ Võ Văn Kiệt. Phía bên phải của em bây giờ đó chính là khu vực quận 4 Sài Gòn và phía bên trái là khu vực quận nhất Sài Gòn. Bây giờ em sẽ bay máy bay từ từ về phía bên tay trái của em để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng Sài Gòn về đêm thì nó trông như thế nào nha. Thì ngay trước mặt mọi người đó chính là khu vực quận nhất của Sài Gòn mọi người. Thì mọi người cũng thấy là về đêm thì cũng rất là rực rỡ, lung linh ánh đèn. Nhưng xa xa thì cái khu vực trung tâm á thì nhiều tòa nhà cao tầng, rồi nhiều cái căn khách sạn 5 sao, rồi nhiều cái căn hộ nên người ta bật đèn thì nó sáng. Chứ khu vực ngay trước mặt của cô chú anh chị các bạn bây giờ cũng là quận nhất luôn, nhưng khu vực này thì một phần cũng là khu dân cư, cũng là người ta cũng ở lâu đời rồi mọi người, nên nó cũng không có lung linh rực rỡ như cái khu vực mà downtown đằng xa xa kia. Cũng như những video trước đây trên kênh Sài Gòn ơi, thì để dễ cho quý cô chú anh chị các bạn có thể hình dung cũng như là nhìn rõ trên video, thì em sẽ chú thích những cái nơi rõ bậc nhất ở khu vực trung tâm quận nhất cho mọi người xem. Ví dụ như chợ Bến Thạnh nè, rồi các khách sạn 5 sao nổi tiếng như là khách sạn New World, khách sạn Caravelle, hoặc các tòa nhà văn phòng nổi tiếng như là tòa nhà Vietcombank, rồi tòa Landmark 81, tòa Bitexco, rồi tòa Sài Gòn Center. Thì em sẽ chú thích những cái nơi nổi bật trong cái khu vực trung tâm cho mọi người xem, để từ đó mọi người dễ dàng có thể hình dung và định vị khu vực trung tâm Sài Gòn hiện tại nó đã như thế nào rồi, đặc biệt là với lúc quay từ trên cao như vậy và vào ban đêm nữa. Thì một tí nữa về sau em sẽ chú thích, khi em quay một vòng từ cái vị trí này, em sẽ quay hết một vòng xung quanh hướng qua phía quận 4, rồi quận 5, rồi quận 10, rồi quay trở lại quận nhất cho mọi người xem luôn. Nên mọi người đừng có lo nha, mọi người có thể nhìn trên video và em sẽ chú thích mọi thứ trên video cho mọi người xem. Thì nếu mọi người muốn coi kỹ hơn ở một đoạn nào đó thì mọi người cứ bấm dừng video lại thì dễ dàng nhìn rõ hơn. Tại vì em cũng không muốn kéo dài thời gian quay video quá, nên video nó cũng thời lượng em cũng đang cố gắng nó ngắn nhất có thể để cho mọi người xem không có chán á. Thì nếu mọi người muốn dừng chỗ nào thì cứ bấm nút dừng nha. Hiện tại trước mặt quý cô chú anh chị các bạn đó chính là các tòa nhà và các cao ốc nổi bật ở trong khu vực trung tâm quận nhất Sài Gòn. Thì mọi người cũng có thể dễ dàng nhìn trên video là những cái tòa nhà cực kỳ nổi bật như tòa Bitexco nè, tòa Landmark 81, tòa Vietcombank, rồi chợ Bến Thạnh. Thì em nghĩ chắc để cho mọi người dễ có thể nhìn hơn thì em sẽ bay lại gần hơn tí nữa. Thì với góc quay cận cảnh như vậy thì em nghĩ là nó rất là dễ dàng để cho quý cô chú anh chị các bạn nhận ra những cái tòa nhà quen thuộc, rồi hoặc là những cái khu chợ quen thuộc, những khách sạn quen thuộc đối với mọi người. Thì đây là một cái góc quay em quay vào ban đêm, thì mọi người cũng thấy là hồi nãy lúc bắt đầu video thì mọi người thấy là ánh đèn thì nó cũng không có đủ nhiều rồi nọ, vì một phần em nói mọi người là quận nhất thì nó cũng rất là khá là bự. Bên cạnh đó thì vẫn còn rất là nhiều nhà dân kiểu nhà ống như trước đây á thì cũng nhiều. Thì chỉ có những khu vực trung tâm như vậy, những khu downtown á thì mấy cao ốc á người ta bật đèn nó mới nhiều, rồi xung quanh cái tòa nhà người ta cũng bật đèn nữa nên nhìn nó sẽ rực rỡ và lung linh hơn. Thì đối với quý cô chú anh chị các bạn nào đã đi Sài Gòn trong khoảng 5 tới 10 năm đổ lại thì em nghĩ chắc là mọi người nhìn cái khung cảnh nó sẽ hơi một chút khác biệt. Vì hiện tại mọi người cũng thấy là cũng có nhiều nhà cao tầng mới được xây dựng nên, giống như cái tòa mà Sài Gòn Center cũng đã được xây lại rồi. Rồi ngay phía trước chợ Bến Thạnh á, cái vùng Vinh này cũng đã bỏ rồi. Hiện giờ đã rào và đang chuẩn bị xây dựng để đón ga Metro mọi người. Rồi đối diện cái bến xe buýt cũ thì bây giờ cũng đã có cái tòa nhà mới mọc lên và cũng đang được xây dựng. Thì bây giờ để có thể nhìn trực quan hơn về cái khu vực trung tâm Sài Gòn thì em nghĩ em sẽ quay một vòng về phía bên tay phải để cho mọi người có thể dễ dàng nhìn ra là Sài Gòn hiện tại nó đã thay đổi thế nào rồi. Không chỉ ở quận nhất nữa mà ở quận 4, rồi quận 5, lẫn quận 10 nữa. Nhưng dĩ nhiên là ở quận nhất là thay đổi nhiều nhất. Bên cạnh đó thì bây giờ nếu mọi người nhìn vào các
căn hộ mới được xây dựng ở quận 4 thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là khu vực quận 4 hiện giờ nó đã nhộn nhịp hơn rất là nhiều rồi, với hàng loạt các căn hộ cao cấp, các tòa building, các tòa cao ốc mọc lên ở khu vực quận 4, đặc biệt là trên con đường Bến Vân Đồn, thì đã làm cho quận 4 ngày càng trở nên giàu có hơn, nhìn nó cũng phồn vinh hơn đúng không ạ? Thì với những cái video quay ở quận 4 trong khoảng thời gian từ năm 2015 tới 2018, thì em nghĩ trong cái khoảng thời gian đó là bắt đầu các tòa nhà, các căn hộ đang được xây dựng rất là rầm rộ ở khu vực quận 4. Thì em cũng đang cố gắng lục lại video để cho để tìm lại những video cũ ở khu vực này. Nếu được thì em sẽ làm một cái video so sánh về cái Sài Gòn vào khoảng 3 năm trước, là tầm 2017-2018 gì đó, với Sài Gòn hiện tại là 2020, chuẩn bị tới 2021 rồi. Thì những cái sự thay đổi gì ở thành phố này thì em sẽ cập nhật cho mọi người xem. Hiện tại trước mặt quý cô chú anh chị và các bạn chính là khu vực quận 4 mọi người. Hai con đường song song á, cách nhau ở bờ sông á, chính là bên đây là đường Đại Lộ Võ Văn Kiệt, bên kia là đường Bến Vân Đồn. Thì mọi người thấy là dọc theo con đường Bến Vân Đồn là rất là nhiều căn hộ cao cấp. Rồi có hai cây cầu, cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu chữ Y. Hiện tại cái góc quay chúng ta đang hướng về phía khu vực quận 5 hả mọi người. Phía gần chúng ta vẫn là quận nhất, nhưng phía đằng xa xa đã là quận 5 rồi. Thì ở khu vực quận 5 này là ngay cái con đường trước mặt mọi người chính là con đường Nguyễn Văn Cừ. Thì trên con đường này có rất là nhiều trường đại học, như trường Đại học Sài Gòn nè, Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Tự nhiên, rồi có khách sạn 5 sao Nikko Sài Gòn nữa. Ở trong trung tâm thì sống nó vẻ không có tốt lắm á, nên có vẻ như là em chuyển cái hốc máy nó hơi nhanh quá, nên nhiều khi em thuyết trình cũng không kịp luôn. Thì có gì mọi người cứ coi trên màn hình giúp em với nha. Thì đằng xa xa mình cũng thấy là có cái mall đang phát sáng này nọ, bật đèn rất là đẹp, đó chính là bản thành mall. Và cụm căn hộ rất là lớn ngay trên đường 3 tháng 2, giáp với Cao Thắng, là cụm căn hộ Hà Đô Sentosa. Rồi kế bên là tòa nhà Viettel Tower, nằm ngay trên đường 3 tháng 8 mọi người. Thì góc nhìn chúng ta có thể là buổi tối nhìn không có kỹ lắm, mọi người có thể thấy nó hơi lạ lạ, nhưng em đã chú thích trên video rồi. Bây giờ trước mặt mọi người đó chính là đường cái mạng tháng 8 mọi người. Thì chúng ta đang quay đúng một vòng rồi, chuẩn bị quay trở lại cái góc quay bắt đầu khi em quay về cái khu trung tâm quận nhất cho mọi người xem rồi đó. Thì video lần này em chỉ quay sơ lược về cái khu trung tâm quận nhất và các tòa nhà cũng như các khách sạn, rồi những cái địa điểm nổi bật thôi. Thì để cụ thể hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem ở những video tiếp theo. Video này chúng ta chỉ như là xem lướt qua cho vui thôi mọi người. Vậy là chúng ta đã quay được đúng một vòng khu trung tâm rồi đó mọi người. Bây giờ mọi người hãy cùng với em nhìn lại những nơi nổi bật nhất của khu trung tâm quận nhất Sài Gòn. Thì em nghĩ video lần này cũng đã quay rất là chi tiết về khu trung tâm quận nhất Sài Gòn vào ban đêm thì nó trông như thế nào rồi. Em hy vọng video này sẽ giúp cho mọi người có một cái nhìn rõ nét hơn về các khu căn hộ, các tòa nhà văn phòng cũng như các khách sạn 5 sao đang có mặt ở trong khu trung tâm quận nhất. Và với góc nhìn flycam vào ban đêm như vậy thì em nghĩ nó cũng sẽ cung cấp cho mọi người một cái nhìn trực quan về cái khu trung tâm quận nhất ngày nay nó như thế nào rồi. Những video này thì hy vọng sau này nó sẽ như là những cái tư liệu quý giá để chúng ta có thể nhìn lại về một cái thành phố luôn không ngừng phát triển và đổi mới ở Việt Nam, mà cũng là một những thành phố mà em yêu quý nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video tới thời điểm bây giờ. Hy vọng mọi người sẽ thích video lần này của em. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh Subscribe Channel Sài Gòn ơi để giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nữa nha. Những video tiếp theo em sẽ cố gắng quay thêm nhiều góc quay khác nhau nữa ở khu trung tâm, và đặc biệt là vào buổi sáng để mọi người có thể dễ dàng hình dung hơn về cái khu trung tâm này vào buổi sáng như thế nào. Bên cạnh đó em cũng sẽ tiếp tục quay những cái khu căn hộ cao cấp hoặc những cái khu dân cư mới mà em yêu thích. Giống như khu Phú Mỹ Hưng thì mọi người cũng thấy là hiện tại cũng mới chỉ có vài video thôi, em cũng mới quay được có một vài phân khu thôi chứ cũng chưa có quay được hết tất cả nữa. Thì em cũng sẽ tiếp tục quay về khu phân khu Phú Mỹ Hưng cho mọi người xem. Cũng như trong những video trước đây trên kênh Sài Gòn ơi, thì em sẽ để một video mà em nghĩ mọi người sẽ yêu thích ở ngay phía dưới bên góc trái,
nếu mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể bấm vào đó xem và ủng hộ em. Bên cạnh đó thì em sẽ để một cái danh sách phát những tổng hợp những video mà em nghĩ là sẽ liên quan đến chủ đề mà mọi người yêu thích, thì mọi người có thể bấm vào cái danh sách phát bên tay phải để xem trong đó. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo trên kênh Sài Gòn ơi.